Hai Lúa kính chào mọi người nha. Video này Hai Lúa hướng dẫn cho mọi người hai vấn đề. Thứ nhất là điều chỉnh mình điều chỉnh tăng giảm cái độ căng trùng của cái dây cua ro nè. Khi mà mình lắp cái motor tiết kiệm điện á, thì cái motor tiết kiệm điện nó cũng có một cái chỗ để mà mình tăng đưa, mình làm cho cái dây cua ro này nó căng trùng á, thì nó là ở đây nè. Đó, mọi người tháo hai cái con ốc này nè, tháo hai con ốc này lỏng ra nè. Đó, tháo con ốc dưới nè, xong rồi mình nâng lên hoặc hạ xuống. Đó, thấy không? Đó nè, mình nâng lên hạ xuống nó theo cái trục này nè, xong rồi mình xiết hai cái con ốc này lại. Đó, mình xiết hai con ốc cố định này lại để cho cái dây cua ro nó luôn luôn ở mức độ vừa phải. Mọi người đừng có căng nó quá nha. Nếu mà căng thẳng quá sợi dây cua ro mà nó căng quá đó, thì nó làm cho cái motor quá tải á. Thì như vậy thì nó không tốt thôi. Chứ còn motor này thì nó bền rồi, không có cháy tầm bậy tầm bạ, không có cháy bất tử. Nhưng mà mình xài cái gì phải của bền tại người mà, mình xài cho nó đúng cách. Đó, như vậy thì mình cứ tăng giảm cái này nha. Trước khi tăng giảm, mở hai con ốc này tăng giảm á, có nghĩa là nâng lên hạ xuống á, thì phải mở cái con ốc này ra. Mở con ốc này nè. Đó, mở nhóm con ốc này ra thì mình mới tăng lên hạ xuống được. Rồi mình xiết ốc này xong rồi mình xiết con ốc này lại. Đó, xiết con ốc này lại nha. Ốc này là ốc cốt chiều ngang nè, là nó giữ cố định cái motor. Đó, rồi Lúa nói thêm vấn đề phụ á, là vấn đề nhanh chậm. Tuy nhiên là cái motor này tốc độ nó là nhanh lắm rồi. Nhưng mà nếu mà có người mà muốn nó nhanh hơn nữa đó, thì mình thay cái pulley này. Cái pulley này đang là cái đường kính 80 nè. Đường kính pulley này là 80mm. Thì mình có thể ta thay cái pulley đường kính nó bự ra khoảng 100mm, có nghĩa là một tấc á. Đó, thì nó sẽ cải thiện thêm cái tốc độ máy. Nhưng mà mọi người trước khi muốn tăng giảm cái pulley này á, có nghĩa là tăng giảm nhanh chậm bằng cách thay pulley á, thì mình phải kiểm tra trước. Mình chạy hết tốc độ của nó thử xem coi có đáp ứng nhu cầu mình chưa. Nhiều khi mọi người không có chỉnh tốc độ ở trên cái hộp điều khiển này á. Đó, thì mọi người cứ nghĩ là nó chậm. Nhưng nhiều khi cái tốc độ nó đang là có một nửa à, hoặc 1/3 hoặc là 2/3, thì mọi người tưởng nó chậm. Đầu tiên là mình cứ tăng tốc độ của nó lên hết cỡ đi. Đó, mà nó vẫn không đáp ứng theo ý của mình đó, thì lúc đó mình sẽ cải thiện bằng cách là mình thay cái pulley. Đó, mình thay cái pulley. Rồi bây giờ mình sẽ mở cái này, Lúa sẽ hướng dẫn mọi người cái cách tăng giảm tốc độ đơn giản nha. Rồi nó cũng có đảo chiều được luôn á. Thì và bây giờ, rồi trước mắt mọi người á, là cái hộp điều khiển nha, hay còn nói khác hơn là cái đầu não, cái bộ não của cái motor tiết kiệm điện á, thì mình điều khiển nhanh tốc độ nhanh chậm với lại mình đảo vòng á. Nhiều khi mọi người mua cái motor về để mình xài cho cái máy dắt sổ, thì máy dắt sổ nó sẽ quay ngược lại, nó quay ngược so với máy một kim á, thì mình phải đảo chiều đó. Còn hoặc là khi mà mình xài một thời gian, mình muốn gỡ ra mình gắn cho máy một kim, thì mình cũng phải đảo chiều lại đó cho nó đúng. Rồi bây giờ mình mở nguồn nha. Đó, mở nguồn. Thì mọi người chú ý nè, cái dòng quay của cái chớp chớp này nè, nó quay từ phải qua trái là ngược chiều kim đồng hồ. Thì cái biểu hiện này á là nó đang xài cho máy một kim. Đó.
Còn nếu nó quay ngược lại á thì là mà xài cho máy dắt sổ. Thì giờ mình giả sử mình đảo chiều lại nha, thì mọi người nhìn thấy cái chữ rotate nè đó, không biết đọc vậy có đúng không đó. Cái chữ này nè là cái phím này là cái phím đảo chiều nè, thì mọi người ấn cái phím này rồi mọi người giữ nha, đừng có buông ra. Thì khi mà thấy cái chớp chớp này nó quay ngược lại thì như vậy là nó đã đảo chiều á. Bây giờ mình làm thử nha, chú ý nha. Bây giờ bỏ cái tay vô mình ấn rồi nhìn cái đồng hồ hiển thị nó báo nha. Đó, 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 nó quay ngược lại, thấy chưa? Bây giờ nó quay từ trái qua phải thuận chiều kim đồng hồ. Thì cái này là sẽ xài cho máy dắt sổ nha. Rồi, nhưng mà cái motor này là lứa đang xài cho máy một kim, thì bây giờ phải đảo chiều lại. Bây giờ ấn vô, giữ nha. Đó, đó, nó quay ngược lại đó, là mình buông ra, được chưa? Đó, thì như vậy là mình đảo chiều. Đó, mình đảo chiều motor nha. Rồi bây giờ tăng giảm tốc độ nè. Thì bây giờ mình sẽ ấn cùng lúc hai phím này. Mình ấn cùng lúc hai phím này. Đó, nó sẽ hiện số 25. Thì cái này là tốc độ đang số 25. Đó, mình tăng, cái này là giảm nè, nút trên cùng là giảm nè. Thấy không? Đó, bây giờ mình tăng thử coi tốc độ nó lên tới đâu. Đó, tốc độ nó lên tới số 42. Đó, có nghĩa là những cái motor khác thì nó sẽ hiện 420. Còn motor này thì nó không có số 0 đằng sau, thì mình tính số 42 là hết cỡ. Thì như lúc nãy Lứa nói đó, là muốn nó nhanh á, mà thay đổi pulley á, là mình phải tăng lên cái tốc độ của nó tối đa ở trên cái motor, thử coi nó đáp ứng nhu cầu mình chưa. Nếu mà nó chưa đáp ứng á, thì mình mới thay pulley. Còn khi mà mình tăng tốc độ lên tối đa mà nó đã đáp ứng rồi thì mình không nên thay pulley. Pulley nó khoảng 60 mm hoặc là 80 mm thì Lứa nghĩ như vậy là vừa rồi nha. Tốc gắn cái pulley mà 100 mm đó, có nghĩa là một tấc á, thì là nó hơi quá lớn nha. Rồi thì đó, video này thì Lứa cũng chỉ giới thiệu đây là cái cần điều khiển nè. Khi mà mình ấn cái này là motor nó chạy đó, mình ấn cái này nè, cái bàn đạp kết nối với cái này bằng một cái cặp đũa đó. Thì Lứa nhắc lại, đây là cái motor tiết kiệm điện mà trước đây Lứa giới thiệu cho mọi người á. Đây là cái hiệu của nó nè. Trước đây Lứa giới thiệu cho mọi người á, là nó cái motor này là nó mạnh và nó cày ngày cày đêm nè. Đó, bây giờ nó mới ra một cái loại mới nữa là dùng cho máy canh sai á, dùng cho máy canh sai á, máy canh sai với lại máy canh sai đánh bông với lại máy canh sai 12 kim á, là nó rất là mạnh nha, mà nó tiết kiệm điện nữa đó, bền nữa, cài ngày cài đêm mà đó. Thì video này Lứa xin kết thúc tại đây. Lứa muốn nói nhắc lại cái số Zalo của hai Lứa là 0911726905. Mọi người có nhu cầu gì thì cứ liên hệ với Lứa qua cái số Zalo này. Hai Lứa kính chào tạm biệt.